là một họa sĩ đang vẽ cái gì nha, đang vẽ một bức tranh. Bức tranh có cái gì mọi người? Wow, bức tranh sông nước hữu tình nha, có sông có rừng rồi. Cái này là cái gì? Cái này là một cái trò chơi. Wow, không phải nhà leo núi đào tảng băng nha. À, một cái con đường đi có dòng sông, thiếu cái cầu. Đúng rồi, thiếu cái cầu bắt ngang qua nha. Cô bé phải bắt cầu qua sông. Đây nè, bắt cây cầu qua sông. Wow, đúng chính xác luôn. Rồi đây là à, đang cầm cái ly nước, lốc nước uống hay gì mọi người ơi. Cái tay kìa nha, kiểu cái tay á. Cầm như thế này. Đây là cái ly như thế này. Ok, đúng rồi, cầm cái uống cái quai thôi. Đây là một nhạc sĩ nha, đó, đúng rồi, vẽ một cái cuốn sách tập nhạc ở phía trước mặt cho nhạc sĩ nha. Rồi. Ok, rồi tiếp tục mọi người ơi. Đây là một chú hề đang đang làm xí nha, thiếu một cái chai. Ok, bác sĩ. Bác sĩ có khẩu trang mà chúng ta cái ống nghe này, cái tai nghe bên đây có cái đồ nghe này, còn bên đây thiếu một cái dây này nè. Ok, đúng luôn, hay quá, tinh mắt quá mọi ơi. Đây là một cái đinh nha, thiếu cái nhọn, đầu nhọn nó ra nè, đúng rồi, đúng luôn, hay quá mọi ơi. Đây là thiếu một bậc thang, chính xác luôn, rất là hay. Đây là xe máy xúc nè, thiếu cái cẩu cái xúc gì đó. Vậy mà tưởng tượng đây là xe máy xúc mà không phải sao? Chữ O. Chữ O tròn y như quả mọng. Vẽ bự vậy luôn. Chữ O tròn như quả trứng gà. Ô không được, mình sẽ vẽ cái trời ơi cái máy xúc. Cái này là cái ống nước, cái đường ống nước. Cái đường ống nước nó thiếu một phút. Cái đất nè. Đây là một hệ mặt trời nha. Thiếu cái gì đây? Không phải. Đây là mặt trời nè, cái mà mua làm gì nữa? Cái to nhất này là mặt trời nè các bạn, cái đất phải quay quanh mặt trời nè. Đúng không? Thiếu nó thiếu một hành tinh gì à? Wow, những hành tinh quay quanh mặt trời, vậy mà thiếu cái mặt trời ở giữa thôi. Đây là một cái sừng nai nè. Sừng nai nó thiếu. Trời ơi mọi người, nhỏ nhỏ vậy thôi đó. Đúng rồi, một con nai. Nếu là nai, cho xem gạt. Đây là cái gì đây? Cái gì tròn tròn trên này mũi? Không tưởng tượng nghe được luôn. Cái biểu tượng gì? Trời chứ em mờ, mọi diễn ngoài ngược, ngoài diễn ngoài xuôi hả? Trúng luôn, không biết cái gì luôn. Đây là một họa sĩ đang vẽ một bức tranh sông núi, sông nước hữu tình chứ. Thiếu gì? Thiếu cái nón, họa sĩ phải đợi nón. Đây là cái hình như cái bóng rổ nè, thiếu cái rổ này nè. Đó, thiếu cái dòng, đúng rồi. Đây là một sâu chìa khóa. Thiếu cái dòng thiếu cái khoen, nó móc cái mấy cái đó là thiếu một cái đèn ở giữa. Chính xác luôn, hay quá à. Nhìn vô biết liền cái mùi. Cô bác sĩ này có đầy đủ hết như hồi nãy nè. Thiếu gì ta? Thiếu khẩu trang. Thiếu cái khẩu trang, biết rồi nha. Thiếu khẩu trang cho bác sĩ. Đúng rồi, sĩ phải đeo khẩu trang chứ. Đôi giày cao gót và thiếu một cái gót rồi. Thiếu một cái gót cao rồi. Mọi người thẳng xuống, thẳng, mọi người dễ xéo. Mọi người thẳng xuống, kéo thẳng xuống, mọi người hiểu không? Cái đường thẳng xuống. Không phải thẳng, con biết thẳng là sao không? Ở trên thẳng xuống không, cái đó là thẳng đường xéo nè. Nhìn ở trên thẳng xuống là vậy nè. Thấy không? Ở trên thẳng xuống kỳ vậy. Gõ gẹp ở trên thẳng xuống không được. Trời ơi, vậy mới chịu, vậy nãy giờ mới được. Đây là cái máy xúc nè, hồi nãy thiếu cái bánh xe đúng không? Đúng rồi, thiếu cái bánh xe. Cái này là cái gì? Cái gì bị vỡ rồi nè. Ô không, nó phải nguyên dạng, mình vẽ cho nó nguyên dạng lại thôi. Đây là một bà phù thủy đang cưỡi chổi bay nha. Cây chổi bay của bà ấy đây đó. Đây là một cái cây cầu, thiếu cái nhịp này. Đúng rồi. Cái cầu bắt cái xe lửa băng qua nha. Đây là một cái thầy pháp sư hay sao, phù thủy pháp sư gì đây nè. Ông ấy thiếu một cái cây gậy phép thuật. Tôi biết rồi. Đúng không? Mọi vẽ gì vậy mọi? Không. Ông ấy
thiết cây gậy thích Phật. À không phải cây gậy thích Phật mà cây gậy trống để đi thôi, ông cụ già.